Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện Bản khế ước trăm năm kỳ lạ, chỉ dựa trên một chữ tín. Vâng, thưa các bạn, vào năm 1898, trong một quán rượu ở bên bờ sông Rôn nước Pháp đã diễn ra một cuộc cam kết rất kỳ lạ. Vâng, khi đó, dưới sự chứng kiến của ông chủ quán rượu và thị trưởng thị trấn Saint-Louis, ông chủ nhà máy xay của thị trấn là Dolan đã ký một bản thỏa ước với hai người lữ hành. Nội dung là ông chủ Dolan bỏ ra 1.000 franc giúp anh em nhà Gaino mở xưởng bánh mì. Sau khi xưởng đi vào sản xuất, mỗi tuần anh em nhà Gaino phải cung cấp miễn phí cho ông chủ Dolan 50 pound, khoảng 22 kg. Các loại bánh ngọt. Sau khi xem bản thỏa ước này, tất cả mọi người đều cho rằng ông chủ Dolan sẽ bị lỗ nặng. 1.000 franc vào thời điểm đó là một món tiền không nhỏ. Ông chủ Dolan chẳng qua là đã uống hai chén rượu với hai người không rõ lai lịch từ nước Anh đến để đồng ý tài trợ cho họ mở một nhà máy ở thị xã Pilelet. Việc này ít nhiều cũng có chút bốc đồng. Nhưng tất cả mọi người trong thị trấn đều biết mở một tiệm bánh mì là tâm nguyện bấy lâu nay của ông chủ Dolan. Mặc dù mọi người nói gì đi chăng nữa, ông chủ bướng bỉnh này nhất quyết không nghe lời khuyên can của những người khác. Điều khiến cả hai bên đương sự không thể ngờ tới là ngày nay, sau hơn 100 năm trôi qua, công ty bánh mì của anh em nhà Gaino là một trong những nhà cung cấp bánh mì, sản xuất mấy trăm loại bánh mì và bánh ngọt lớn nhất miền Nam nước Pháp. Mà hiện nay, công ty Gaino vẫn tuân thủ thỏa ước đã ký kết năm xưa, mỗi tuần đều cung cấp miễn phí bánh ngọt lên tới vạn bao, khoảng 4,5 tấn cho một nhà cung cấp đồ ăn Tây do hậu duệ của ông chủ Dolan kinh doanh. Ngoài ra, còn theo điều khoản bổ sung của thỏa thuận, công ty Gaino cung cấp cho công ty của hậu duệ ông chủ Dolan tất cả các loại bánh ngọt với số lượng không hạn chế bằng giá thành sản phẩm. Không thể không kính phục ông chủ Dolan sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng. Hãng bánh Paul Lageri ở thị trấn Gunwick đã phát triển rộng khắp nước Pháp cùng với sự phát triển của công ty Gaino. Thậm chí, dưới sự giúp đỡ của công ty Gaino, hãng Paul Lageri đã đặt chân vững chắc ở các thành phố lớn của Pháp như Lyon, Marseille, Nice. Tất cả những kỳ tích này đều dựa vào một bản thỏa ước không ghi rõ kỳ hạn. Thực ra, mấy chục năm trước, cháu nội của ông chủ Dolan đã đề xuất với công ty Gaino kết thúc thỏa ước này, ít nhất cũng sửa đổi lại một chút vì bản thỏa ước hà khắc này khiến cho họ cảm thấy rất áy náy. Mặc dù công ty đã trải qua nhiều lần chuyển giao sang người khác, không còn dây mơ dễ má gì với anh em nhà Gaino từ lâu rồi, nhưng ông chủ thời đó đều dứt khoát cự tuyệt ý tốt của cháu nội ông chủ Dolan. Nói thật lòng, bản thỏa ước đó thực sự đã gây rất nhiều khó khăn không nhỏ cho sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi. Nhưng không có gì thiêng liêng hơn lời cam kết đó. Cho dù Tổ quốc trong thời kỳ bị người Đức chiếm đóng, chúng tôi cũng không phản bội lại lời hứa lúc ban đầu. Hiện nay lại càng không được. Trên thực tế, đối với hợp đồng bất công bằng rõ rệt như thế này, luật pháp nước Pháp cho phép người đương sự đơn phương hủy thỏa ước. Thế nhưng công ty Gaino vẫn như xưa, những chiếc xe hàng miễn phí đúng giờ vào sáng sớm ngày giao hàng mỗi tuần vẫn xuất hiện ở cổng hãng Bolageri của ông chủ Dolan. Năm 2002, một tập đoàn tài chính của Mỹ có ý mua lại công ty bánh mì của anh em nhà Gaino. Trong đó, trong quá trình đàm phán, điều kiện mà công ty Gaino đưa ra là công ty mới phải tiếp tục thực hiện bản thỏa ước 100 năm trước. Vì việc này, công ty Gaino thậm chí sẵn lòng nhượng bộ về giá bán công ty. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi bản thỏa ước đó, người phụ trách phía Mỹ đã vui vẻ đáp ứng yêu cầu này. Bởi vì so với cái giá phải bỏ ra để thực hiện bản thỏa ước này, thì chữ tín của công ty Gaino gây dựng cả trăm năm chính là cái được lớn nhất mà họ có được. Vâng thưa các bạn, một chữ tín gắn liền với bao nhiêu người của ba quốc gia Pháp, Anh, Mỹ trải qua hơn trăm năm với bao sóng gió của cuộc đời và bao kiếp nạn của chiến tranh thiên tai, họa hoạn,
vẫn còn nguyên giá trị. Người Pháp đã gây dựng nên một nền văn minh rực rỡ bậc nhất châu Âu, là một trong những nước có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Mặc dù dân số Pháp năm 2017 chưa đến 67 triệu người, tất cả cũng chỉ từ một chữ tín. Nước Anh dù đã qua thời kỳ mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh, hiện nay với dân số chỉ khoảng 53 triệu người, nhưng vẫn là nước phát triển hàng đầu thế giới và là thiên đường cho các tỷ phú mới nổi lên đến định cư. Có được vinh quang đó cũng là nhờ một chữ tín. Người Mỹ, từ một quốc gia non trẻ có lịch sử mới 250 năm, với dân số năm 2015 khoảng 322 triệu người, nhưng cả thế kỷ này vẫn giữ vững vai trò cường quốc đệ nhất trên thế giới, trên hầu hết mọi lĩnh vực trọng yếu. Tất cả cũng bởi vì biết trân trọng những người giữ chữ tín, biết tri ân. Người không giữ chữ tín chỉ có thể kiếm lợi nhất thời, chỉ là người khôn vặt chứ không thể làm nên sự nghiệp gì đáng kể. Ngược lại, người giữ chữ tín phải chịu thiệt vất vả, gian nan, nhưng danh tiếng được lưu truyền rộng khắp. Mọi người ắt sẽ vui lòng hợp tác mà không cần phải đưa ra những điều kiện bắt buộc nào hết, nên mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi và may mắn. Người ta thường nói, lời nói đáng giá ngàn vàng là chỉ những lời nói của những người giữ chữ tín, nhưng thực sự nó còn cao hơn ngàn vàng nhiều lần. Trong Sử Ký Quý Bố, Loan Bố Liệt Truyện có ghi chép rằng: "Đắc thiên lượng hoàng kim, bất như đắc quý bố nhất nặc." Nghĩa là được trăm lượng vàng cũng không bằng một lời hứa của quý bố. Thời Hán Sở phân tranh, quý bố là tùy tướng của Hạng Võ, là một người rất coi trọng chữ tín. Mỗi khi ông đã hứa hẹn với ai điều gì thì không bao giờ để thất hứa. Cho nên người đời xem lời hứa của quý bố rất có giá trị, ví là quý hơn cả trăm nén vàng vậy. Phẩm giá, đức hạnh con người, dân tộc hay quốc gia cũng đều được gây dựng lên bắt đầu từ chữ tín. Bởi vì đúng như Khổng Tử nói: "Nhân nhi vô tín, bất chi kỳ khả giã, đại xa vô nghe, tiểu xa vô ngột, kỳ hà dĩ hành chi tay." Có nghĩa là con người mà không giữ chữ tín thì không biết người đó có thể làm được việc gì. Giống như xe lớn không đòn, xe nhỏ không ếch, làm sao mà đi được. Chỉ một chữ tín, người ta không mất thời gian, tiền của, công sức, mưu mẹo, biện pháp để đề phòng nhau, dò xét nhau, thử lòng nhau. Họ dành tất cả thời gian, công sức, tiền của và trí tuệ của mình để hoàn thiện sự nghiệp của mình và thành tựu sự nghiệp cho người khác. Vâng, và câu chuyện thứ hai chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn là câu chuyện về bà cụ bán rau và chữ tín. Câu chuyện buồn về bà lão bán rau giữ chữ tín khiến người đọc không khỏi xúc động. "Ăn rau không, chú ơi?" Một giọng khàn khàn, run run làm anh giật mình. Trước mắt anh, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước nhìn lên. Bên cạnh là vài mớ rau muống xấu mà có lẽ cho cũng không ai muốn lấy. "Ăn hộ tôi mớ rau." Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản, cùng ánh mắt gần như van ơn. Liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, bần thần một lát rồi chợt quay đi. Anh đáp nhanh: "Dạ, cháu không bà ạ." Anh chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác đó vụt qua nhanh. Mình thương người thì ai thương mình? Cái suy nghĩ ích kỷ của con người thời nay lại nhen lên trong đầu anh. "Ăn hộ tôi mớ rau, cô ơi." Tiếng bà cụ yếu ớt. "Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn ăn." Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ. Anh ngoái lại, cau mày đợi cô gái đi khuất, quay xe lại chỗ bà cụ. "Rau này bà bán bao nhiêu?" 5.000 một mớ, bà cụ mừng rỡ. Anh rút tờ 20.000 đưa cho bà cụ. "Sao chú mua nhiều thế?" bà cụ gặng hỏi. "Con mua cho cả bạn."
Bây giờ con phải đi làm. Bà cho con gửi, đến chiều con về qua lấy. Anh nói vội. Nhấn ga, lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của mình. Nhưng lần này lại khác. Sự thiện lương ẩn giấu trong con người được thể hiện ra, khiến anh cảm thấy vui vui. Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Anh đứng trong phòng làm việc, ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Anh thích ngắm mưa, thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, thích thả trí tưởng tượng. Chợt nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, anh nghĩ đến những phận người, nghĩ đến bà cụ. Nghĩ thế đủ rồi đấy, giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Ngồi xuống, anh dán mắt vào màn hình máy tính cùng những đường di chuột và quên hẳn bà cụ. Mấy tuần liền, anh không thấy bà cụ nhưng cũng không để ý lắm. Bản thân đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện. Anh cuống cuồng lo công trình của mình chậm tiến độ. Anh đã quên hẳn bà cụ. Chiều chủ nhật, xách xe máy chạy loanh quanh, anh vẫn thường làm như vậy và có lẽ đó cũng là sở thích của anh. Ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy người phụ nữ đang nói chuyện, chưa kịp châm điếu thuốc, anh chợt giật mình bởi giọng oang oang của một người phụ nữ. Bà bán rau chết rồi. Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi. Tội nghiệp bà cụ, một giọng người đàn bà khác. Cách đây mấy tuần, bà cụ giờ trứng cứ ngồi dưới mưa, bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi qua mua giúp nhưng nhất quyết không bán. Rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh. Nghe đến đây, mắt anh chợt nhòa đi, điếu thuốc từ từ rơi khỏi môi. Đọc xong câu chuyện, có lẽ mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau. Bạn có thể trách người đàn ông hay thương cảm cho bà cụ bán rau, dù nghèo nhưng vẫn giữ lời hứa. Hãy suy ngẫm về thông điệp mà câu chuyện muốn truyền tải. Có thể mọi người thấy câu lời nói gió bay ngày nay rất phổ biến. Nhiều người tùy tiện hứa hẹn, đối với đề nghị của người khác cũng nhanh nhẩu đồng ý, nhưng không thực hiện đến cùng, lâu dần thành thói quen, cảm thấy như mới chỉ nói ra miệng, có thực hiện hay không cũng không thành vấn đề. Kỳ thực, người xưa cho rằng nói lời hứa, giữ chữ tín là một việc nghiêm túc. Người quân tử không hứa hẹn bừa bãi, làm không được thì sẽ không tùy tiện nói. Nhưng nếu là việc mà họ nhận lời thì bất kể khó khăn thế nào đi nữa, họ cũng sẽ cố gắng kiên trì thực hiện. Nếu chúng ta cân nhắc hơn về lời nói của mình, suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định, thì khi ấy, từng lời mà bạn nói ra đều bao hàm chữ tín của bản thân, khiến người khác tin tưởng, thể hiện nhân cách kiên định, có chủ kiến trước sau như một của chính mình. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.